31. Phẩm tùy hỷ hồi hướng. Lúc bấy giờ, Đại Bồ Tát Di Lặc bạch Thượng Tọa Thiện Hiện: Thưa Đại Đức, nếu Đại Bồ Tát đối với tất cả hữu tình đem công đức có được, tùy hỷ cùng làm các sự nghiệp phước đức, và nếu Đại Bồ Tát dùng sự nghiệp phước đức này cùng với tất cả hữu tình đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, và vì dùng vô sở đắc làm phương tiện, nên nếu sự nghiệp phước đức tùy hỷ hồi hướng của các hữu tình khác như sự nghiệp phước đức của phàm phu thanh văn độc giác, đó là bát sự nghiệp phước đức của thí tánh, giới tánh, tu tánh, hoặc sự nghiệp phước đức của bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, bốn thánh đế, tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, pháp môn giải thoát không, vô tưởng, vô nguyện, bốn sự hiểu biết thông suốt, phép, sáu phép thần thông,